Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay ngày thứ 6 kết tuần thì do thời gian chuẩn bị nghỉ lễ 3 ngày, vì vậy nên Hùng Lê cũng sẽ tranh thủ thời gian rất là ngắn để điểm qua tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có những cái góc cạnh, những góc nhìn xu thế thị trường trong tuần tới. Trong buổi điểm tin ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ không dành thời gian để phân tích các mã cổ phiếu có tín hiệu trong tuần vừa qua, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ đảo qua lại toàn bộ danh mục của nhóm và của team đang theo dõi. Thì hai cái kênh của team đấy là ở trên kênh YouTube và trên trên kênh Facebook thì các anh chị cũng đã biết rồi. Thì trong bản tin ngày 24, trong bản tin đây là bản tin ngày 24, thì tựa đề của video đấy là bản tin phân tích cập nhật tình hình tuần từ 27 đến 31 tháng 8, thị trường sẽ tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1.000 điểm. Và ở phần ghi chú thì trong nhóm cũng đã để các cái danh mục cổ phiếu cũng như một số các cổ phiếu khuyến nghị. Thì và cũng hoàn toàn tương tự như ở trên trang Facebook, thì chứng khoán cạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9. Thì trên kênh YouTube thì nó sẽ có một độ trễ nhất định, còn trên kênh Facebook thì các anh chị có thể tương tác với các cộng sự của team hàng ngày. Nếu các anh chị có những mã cổ phiếu hoặc là có danh mục nào cần tư vấn thì anh chị có thể chat trực tiếp, thì như thế thì nó sẽ dễ hơn. Và các phần comment của tất cả các anh chị thì cũng đã được trả lời rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Và có thể là trong tuần, khi mà có những cái mã cổ phiếu mà có tín hiệu dòng tiền break đẹp thì có thể trong team sẽ up lên ở trên cái dòng thời gian của cái bản tin của tuần đó. Thì các anh chị lưu ý là chúng ta có thể vào kênh để chúng ta theo dõi được sát nhất. Thì như bản tin tuần trước thì Hùng Lê và các cộng sự cũng đã phân tích rằng trong tuần này thị trường sẽ tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1.000 điểm. Và trong phiên ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 31 tháng 8, cũng là phiên cuối cùng của tháng 8, thì thị trường đã có lúc tăng lên khoảng 1.002 điểm. Và sau đó thì với một cái lực cung rất là lớn, cái lượng hàng khi mà chạm đến ngưỡng kháng cự 1.000 điểm thì ngay lập tức thị trường của chúng ta đã bị đẩy về ở vùng thấp, và kết phiên thì thực sự kết phiên thì không được đẹp lắm. Trong khi đấy, khi mà VN Index của chúng ta giảm 8,53 điểm, tức là mức giảm lớn nhất ở trong phiên. Thì tại vì sao thị trường lại giảm mạnh như thế, thì có những lý do. Thứ nhất là tâm lý của các nhà đầu tư, khi mà các nhà đầu tư thị trường mà lên đến cái vùng tiệm cận vùng tâm lý 1.000 điểm thì đa phần các nhà đầu tư sẽ chốt lời, bởi vì là trong những cái bản tin của kênh thì đã từ rất sớm, các anh chị có thể xem lại những video từ rất sớm cách đây một tháng, khi mà thị trường đây, ví dụ như là những cái bản tin từ ngày 23 tháng 23 đến 27 và cách đây một tháng trước, thì đã trong team cũng đã khuyến nghị các anh chị là mở mua hết những cái cổ phiếu mà có vị thế mua. Như thế thì là rõ ràng là khi thị trường của chúng ta tăng từ 930 và lên 1.000 điểm, tức là thị trường đã tăng được khoảng đâu đó gần 70 điểm, thì rất nhiều những nhà đầu tư đã mua được giá ở vùng cổ phiếu thấp, giá thấp, thì đến vùng 1.000 điểm thì các nhà đầu tư sẽ mang cổ phiếu ra bán. Và đây là một cái vùng rất là nhạy cảm, vì vậy nên là cái góc độ thứ nhất chúng ta cũng dễ hiểu rằng, tức là khi mà thị trường tiệm cận những cái vùng, những cái ngưỡng nhạy cảm thì có thể là nó sẽ rất là mong manh. Đấy, có thể là nếu mà khi mà bật lên được 1.000 điểm thì nếu lực cầu giữ được thì thị trường của chúng ta sẽ tăng rất là mạnh. Tuy nhiên nếu lực cầu không giữ được thì đương nhiên là cái mức độ giảm cũng sẽ rất là mạnh. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ để chúng ta xem là VN Index của chúng ta giảm thì do những cái mã nào nó tác động lớn lên thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ đi VIX. Đối với VIX thì trong rất nhiều các bản tin của nhóm liên tục từ khoảng đâu đó video 20 đến tận bây giờ thì team đều không khuyến nghị anh chị chúng ta tham gia cổ phiếu VIX,
Bởi vì rõ ràng là VIX đã có một cái nền phân phối cũng khá là dài, và việc mua vào cổ phiếu VIX thì cái lợi nhuận trên cái rủi ro nó cũng khá là không lớn, nên vì vậy nên là chúng ta sẽ không tham gia. VIX chỉ có mang một cái tính chất dẫn dắt dòng tiền, thì khả năng cao thì sang tuần tới thì VIX vẫn vẫn là một tuần tích lũy đi ngang, tức là đạo lại đi ngang, cũng chưa thể có một cái tín hiệu nào mạnh. VHM đấy, đối với cổ phiếu VHM thì các anh chị theo dõi tất cả các bản tin video của nhóm thì gần như là không khuyến nghị anh chị tham gia. Ví dụ như cổ phiếu VHM ngày hôm nay, nếu những anh chị nào mà mua phải vùng giá khoảng 110 và kết phiên thì về 104, đấy tức là rất là khó chịu. Cái đường đi của giá của VHM rất khó chịu, và VHM nó chỉ có tác dụng giữ nhịp cho thị trường. Còn đầu tư thì nhóm hoàn toàn không khuyến nghị các anh chị tham gia, bởi vì những cổ phiếu này sẽ thuộc dành cho các nhà đầu tư tổ chức hơn là các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. VRE, đối với VRE đấy, các anh chị cũng có thể thấy rằng là team cũng đã không khuyến nghị các anh chị vào những cổ phiếu ví dụ VRE, bởi vì hiện tại các anh chị đây là cái điểm kết phiên của tuần, và trong tuần vừa qua thì VRE đã có một tuần là giảm giá, và cái dòng tiền cũng đang ở mức khá là yếu, và cái tín hiệu đường giá thì cũng không cho chúng ta một cái xu thế để chúng ta nhận định một cái xu thế tăng giá của VRE. Vì vậy đối với cổ phiếu VRE chúng ta cũng đứng ngoài, chúng ta quan sát. Chúng ta sẽ đi các cái nhóm cổ phiếu của ngành ngân hàng. Đầu tiên sẽ là Vietcombank. Đối với Vietcombank thì phiên kết phiên ngày hôm nay thì một phiên lại trả về một cái nền tích lũy của Vietcombank, tức là Vietcombank vẫn chưa thể vượt thoát cái vùng giá 63, khoảng vùng giá 64 để chúng ta mở một điểm mua hết. Thì đối với tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì chúng ta, những anh chị nào đang có hàng thì chúng ta sẽ quan sát ở trong tuần tới. Nếu như mà Vietcombank không vượt qua được vùng giá 64 thì chúng ta cũng sẽ xem xét để chúng ta loại bỏ Vietcombank ra khỏi danh mục đầu tư, bởi vì như thế thì là cái nền tích lũy của Vietcombank đã bị thất bại, thì chúng ta sẽ phải xem xét để, một là chúng ta sẽ chốt một phần, thì tùy theo các cái tín hiệu sắp tới của tuần tới giao dịch thì chúng ta sẽ có những hành động cụ thể. Công thương, CTG thì trong các bản tin mà trước đây thì nhóm cũng đã có đề cập đến mã cổ phiếu CTG. Thì đối với CTG hiện tại thì CTG đã break qua vùng giá 26.5. Trong tuần vừa qua thì CTG đã break qua vùng giá 26.5 với một cái sự tham gia dòng tiền cũng khá là mạnh, khá là tốt. Và phiên cuối tuần thì CTG đang đóng cửa tại vùng giá 27.15, tức là chưa thủng cái vùng giá 27. Thì đối với CTG, các anh chị nào đang có nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để theo dõi những diễn biến tiếp theo của CTG trong tuần tới. BID, đối với BID thì khá là mạnh. Như các bản tin phân tích ở trước đây thì BID, team có đề cập đến cái vùng kháng cự mạnh của BID, đấy là vùng 31 đến vùng giá 32. Và trong cái vùng kháng cự này đây, team đây là cái hình ảnh mà đã lưu lại từ các cái bản video trước, thì tại vùng giá này thì BID đã vượt tích lũy và vượt thoát thành công. Thì vượt thoát thành công ở cái vùng 31 đến vùng giá 32 thì target tiếp theo của BID vẫn giữ nguyên mục tiêu, đấy là khoảng vùng giá từ 36.5 đến vùng giá 37. Thì các anh chị đang có hàng chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lời. Còn đối với BID thì không khuyến nghị các anh chị các cái điểm mua mới. Chúng ta cùng đi một mã cổ phiếu ngân hàng cũng mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, đấy là ACB. Đối với ACB thì tín hiệu dòng tiền hiện tại đang khá là mạnh. Tuy nhiên đối với cổ phiếu ACB thì đang có một cái, tức là trong phiên thì cùng Lê quan sát thấy rằng là có những lúc ACB đẩy giá lên rất cao, và thường kết phiên thì không giữ được cái mức tăng ở trong phiên.
ở trong cái giai đoạn hiện tại, mặc dù tín hiệu dòng tiền khá là tốt, thì trong tuần thì ACB vẫn, nếu mà xét ở trên đến tuần thì ACB vẫn vẫn có một cái tuần tăng giá nhẹ, với ACB thì team đã khuyến nghị tất cả anh chị sẽ tham gia mở mua các cái mở mua 1/3 số định mua ở quanh vùng giá khoảng 38 cộng trừ 5, tức là đâu đó khoảng vùng giá tham chiếu khoảng vùng giá 39. Thì đến ngày hôm nay kết phiên cuối tuần thì ACB có một phiên giảm khá là mạnh để về vùng giá 39. Thì đối với ACB, anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, và chúng ta sẽ chờ khi mà ACB vượt thoát thành công vùng giá 39.6, thì chúng ta sẽ vượt thoát thành công vùng giá 39.6 với volume khoảng đâu đó khoảng tầm 4 triệu thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với ACB. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu trụ của dòng dầu khí GAT. Đối với GAT thì trong phiên ngày hôm qua thì có một phiên tăng rất là mạnh, còn phiên ngày hôm nay thì có một phiên giảm giá với volume thanh khoản khá là thấp. Thì đối với những anh chị nào đang cầm GAT thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ, và target của GAT vẫn không thay đổi, đấy là ở vùng khoảng 105 đến khoảng vùng giá 110, bởi vì là sau một phiên tăng giá mạnh thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test tích lũy tại cái vùng vừa mới break, tức là khả năng cao thì sang tuần tới GAT sẽ có 1 đến 3 phiên GAT sẽ test lại vùng giá khoảng vùng giá 104. Thì đối với các anh chị nào đang cầm cổ phiếu GAT thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. PLX. Đối với PLX hiện tại thì đã hết điểm mua, và hiện tại đối với trong nhóm thì đã khuyến nghị với anh chị là PLX thì chúng ta sẽ cầm giữ để chúng ta chờ chốt lời. Còn target tiếp theo của PLX vẫn không thay đổi, đấy là khoảng vùng giá 75. Hiện tại thì PLX đang có một vùng tích lũy đi ngang ở quanh khoảng vùng giá 67, vùng giá 67 đến khoảng vùng giá 68, vùng giá 67 đến vùng giá 68. Xen kẽ đấy là những phiên giảm và những phiên giảm và phiên tăng của PLX, thì khả năng tuần tới PLX sẽ tích lũy tiếp ở trong vùng từ 67.5 đến khoảng vùng giá 68. Thì anh chị chúng ta tiếp tục quan sát, nếu như PLX mà vượt thoát thành công vùng giá 68.8 đến khoảng vùng giá 70 thì đích đến tiếp theo đấy của PLX sẽ là khoảng vùng giá 75. PVS. Đối với PVS thì cũng khá là tiếc, bởi vì trong đợt vừa rồi thì trong team đã không mua lại được PVS. Với những tín hiệu hiện tại của PVS thì ngày hôm qua PVS đã có một phiên tăng giá rất mạnh với volume cũng đạt được khoảng khoảng tầm 8 triệu, như thế cũng là khá là ok. Và ngày hôm nay thì PVS đang đóng cửa mức giá 21.4. Thì với mức đóng cửa hiện tại của PVS thì khả năng cao sang tuần PVS sẽ cần thêm 1 đến 3 phiên sẽ test lại từ vùng 21, sẽ test lại ở vùng 21 đến vùng 21.5. Thì đối với target của PVS trong nhịp này thì hiện tại với tín hiệu hiện tại thì vẫn không thay đổi, đấy là PVS sẽ về khoảng vùng 23.5 đến vùng giá 24. Thì các anh chị sẽ quan sát tiếp PVS ở vùng giá 23.5 đến vùng giá 24 để có những cái tín hiệu hành động tiếp theo. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu trụ, một số các mã cổ phiếu trụ khác. Vinamilk. Đối với Vinamilk hiện tại, Vinamilk lại đang dội về vùng hỗ trợ 155.
Thì với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì chúng ta cũng sẽ không khuyến khích các anh chị mở điểm mua đối với Vinamilk, mà Vinamilk hiện tại thì nó cũng chỉ mang tính chất dẫn dắt điểm số của thị trường. Và với những tín hiệu hiện tại thì của Vinamilk thì Vinamilk đang khá là yếu. Thì kịch bản cho Vinamilk sang tuần thì khả năng cao thì Vinamilk cũng sẽ phải tích lũy lại quanh vùng giá 155, quanh vùng giá 155 trước khi mà có những cái tín hiệu tăng mạnh tiếp theo, hoặc là có những cái tín hiệu tiếp theo thì các anh chị chúng ta cũng sẽ quan sát. Nhưng khả năng cao thì với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Vinamilk khả năng cao Vinamilk sẽ tiếp tục giảm giá, sẽ giảm giá và sẽ tích lũy lại vùng nền quanh vùng giá 150. Mansan, đối với Mansan thì như các bản tin phân tích trước đây, Mansan đã trong tuần vừa qua thì Mansan đã tích lũy thành công ở vùng giá 90 đến vùng giá 93 và đã có một cái cây nến xanh break tăng giá rất là mạnh đẩy qua cái điểm vùng giá 93. Và phiên ngày hôm nay thì Mansan đóng cửa vùng giá 95, tức là khoảng đâu đó 1/2 cây nến xanh vừa tạo ngày 30 tháng 8. Thì với những tín hiệu tại của Mansan thì cũng đang khá là tích cực, khá là tích cực. Thì target của Mansan vẫn không thay đổi, đấy là sẽ ở vùng giá 100 đến khoảng vùng giá 103, vẫn vẫn không thay đổi. BVH, một đặc điểm của BVH hiện tại đấy là BVH tăng, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể thấy là vol của BVH thì khá là thấp, nó không giống như ở nhịp đánh khoảng đâu đó ngày 20 tháng 11 năm 2017. Đối với BVH thì target của BVH vẫn không thay đổi, đấy là sẽ khoảng về vùng giá từ 94 đến 95. Thì ngày hôm nay là BVH đã về đến vùng giá 92.5 rồi, tức là cũng sẽ rất là gần đến cái đích đến tiếp theo của BVH. Thì khả năng cao sang tuần tới thì BVH sẽ 1 đến 2 phiên thì BVH sẽ chạm cái vùng khoảng vùng giá 95. Thì đối với BVH thì anh chị nào đang có hàng thì chúng ta sẽ quan sát vùng giá 95 để chúng ta có thể chốt lời ra hàng. VDC, đối với những tín hiệu hiện tại của VDC thì trong tuần vừa qua VDC cũng đã có những cái tín hiệu khá là tích cực khi mà VDC đã break qua vùng giá 154 với thanh khoản khá là lớn. Và đối với những tín hiệu hiện tại của VDC thì khả năng cao trong tuần tới VDC sẽ cần test lại. VDC sẽ cần test lại ở vùng giá 156 từ 1 đến 3 phiên. 1 đến 3 phiên và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát VDC ở vùng giá 156, và target của VDC vẫn là vùng 170 đến khoảng vùng giá 173. Vẫn không thay đổi. Chúng ta cùng điểm một số các mã cổ phiếu, thêm một mã nữa đấy là SAB. Đối với SAB thì sau khi mà hình thành ở một cái nhịp test đáy ở vùng giá 200 thì SAB đã có một nhịp nhịp đánh lên rất là mạnh, và trong tuần vừa qua thì SAB đã có một tuần tăng giá khá là tích cực để ủng hộ cái chỉ số chung của thị trường. Thì hiện tại đối với SAB thì SAB sang tuần tới khả năng cao SAB sẽ tiệm cận vùng giá 229, khả năng 229 đến khoảng vùng giá 230. 229 đến 230, và khi tiệm cận đến vùng giá này thì SAB khả năng sẽ cần thêm 1 đến 3 phiên tích lũy để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Chúng ta cùng điểm một số các cổ phiếu về ngành chứng khoán HCM. Đối với HCM thì trong tuần vừa qua HCM đã break qua vùng giá 61. Tuy nhiên là khi break qua vùng giá 61 thì hiện tại HCM sẽ đang gặp vùng cản 63 cũng tương đối là mạnh. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong tuần thì đã 2 lần HCM, chính xác là 3 lần, 3 lần HCM đã chạm chạm vùng giá 63, và sau đó thì HCM đã có những phiên bật xuống. Thì với những tín hiệu hiện tại của HCM
thì chúng ta sẽ cùng quan sát ở phiên trong tuần tới. Khả năng cao thì HCM sẽ cần phải tích lũy lại. HCM sẽ cần tích lũy lại ở vùng từ vùng giá 61 đến vùng giá 63 trước khi mà có những tín hiệu tiếp theo. Thì trong tuần thì chúng ta sẽ cập nhật tình hình của HCM. Và nếu HCM vừa thoát thành công ở vùng giá 63 với volume đạt khoảng tầm từ 500 đến, tức là lớn hơn 500.000 cổ phiếu, thì target tiếp theo của HCM đấy là ở vùng giá 70 đến vùng giá 72. Target này vẫn không thay đổi. SSI. Đối với SSI thì trong tuần thì SSI cũng đã có một phiên, có một tuần giao dịch hết sức là tích cực để ủng hộ cái chỉ số chung của thị trường. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là SSI hiện tại đang về những cái vùng kháng cự cũng tương đối là mạnh, đấy là ở vùng giá 32. Và chúng ta cần phải chờ SSI vượt thoát ở vùng giá 32 thì khả năng cao với khi mà SSI đã chạm cái vùng kháng cự cũng tương đối mạnh ở vùng giá 32 thì chúng ta sẽ quan sát SSI ở vùng giá 31.5 đến vùng giá 32. Tại vùng giá này thì SSI sang tuần tới khả năng cao SSI sẽ cần phải tích lũy lại ở trong vùng này trước khi mà có những tín hiệu vượt thoát để đi lên. VND. Đối với VND thì cũng bản tin tuần trước thì Hùng Lê cũng đã phân tích cho tất cả các anh chị em là VND sẽ đi vào một cái vùng kháng cự khá là mạnh, đấy là vùng giá từ 22.21 đến khoảng vùng giá 22.5. Và khi đi vào vùng kháng cự thì những cổ phiếu mà đi vào vùng kháng cự mạnh thì khả năng rất cao đấy là sẽ đi ngang để tiếp tục tích lũy. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của VND thì chúng ta cũng VND thì đã hết điểm mua. VND thì trong nhóm, trong team cũng đã, đây các anh chị cũng có thể thấy là những cái cổ phiếu mà đã, đây VND nắm giữ. Và khả năng cao thì 3 đến 5 phiên sẽ test lại ở vùng 21 đến vùng 22. Đấy, thì trong tuần vừa qua VND vẫn chưa bứt phá qua chưa bứt phá qua cái vùng tích lũy ngắn hạn. Và với những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng tuần tới VND cũng sẽ lình xình đi ngang ở quanh cái vùng giá 22 1 đến 3 phiên. Chúng ta sẽ nắm giữ để quan sát tiếp ở trong tuần tới. Thì trên đây là Hùng Lê đã điểm qua toàn bộ các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền. Qua phân tích và điểm qua một số các cái mã cổ phiếu trụ thì chúng ta thấy rằng là dòng ngân hàng, các cổ phiếu trụ của dòng ngân hàng, ví dụ BID cũng đang gần về đến đích. Công thương thì cũng đang ở tích lũy ở vùng giá 27. Một số các mã cổ phiếu Vietcombank mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, nhưng Vietcombank cũng chưa thể công phá được vùng giá 64. Và một số các cái mã cổ phiếu trụ khác, ví dụ BVH hay Mansan hay là VIX hay Vinhome, đấy thì điểm chung lại thì tất cả các mã cổ phiếu trụ của chúng ta hiện tại đang khá là yếu. Vậy thì kịch bản nào cho VN Index của chúng ta trong tuần tới? Thì chúng ta sẽ cùng xem lại. Đây là biểu đồ tổng quan của đồ thị VN Index. Thì mục tiêu của 61 vẫn là hướng về vùng 1040 điểm, đấy là 1020 đến 1040. Đấy là cái đích mà 61, khả năng đích của 61 sẽ hướng đến. Tuy nhiên để đến được vùng 1020 đến 1040 thì thị trường của chúng ta sẽ cần những cái nền tảng để tích lũy và cần có những mã cổ phiếu trụ, những cái dòng cổ phiếu trụ để giúp dẫn dắt dòng tiền và để lan tỏa dòng tiền để giúp cho thị trường có một cái mức tăng điểm khá là tốt. Vậy thì với kịch bản hiện tại của VN Index kết phiên trong tuần thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta xem VN Index ở trên biểu đồ nến tuần thì trong tuần vừa qua thì VN Index của chúng ta là một cây nến doji. Đây
nên sẽ bỏ đấy. Anh chị có thể thấy đây là một cây nến doji, tức là đóng cửa tuần thì sẽ bằng với lại cái điểm đóng cửa tuần của tuần ngày hôm trước, của kết phiên của thứ sáu tuần tuần trước. Đối với những sau khi mà chúng ta đã phân tích một số các mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu dòng mang tính chất dẫn dắt dòng tiền, thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thị trường của chúng ta đang khá là yếu, và sang tuần tới thì khả năng cao là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi ngang và tích lũy lại ở quanh vùng 980. Quanh vùng 980 thì thị trường của chúng ta sẽ cần tích lũy lại ở trong quanh vùng này. Và động lực để giúp giúp thị trường có thể công phá 1.000 điểm thì vẫn phải chờ sự quay lại của dòng dẫn dắt dòng tiền, ví dụ như dòng ngân hàng, dòng dầu khí và một số các cái cổ phiếu dòng bất động sản. Còn đối với chỉ số HNX Index thì hiện tại HNX Index đã vượt qua vùng cản, đấy là vùng 110 đến vùng 112, và đang đóng cửa kết phiên ở vùng 112.79 điểm, với một vùng 112.79 điểm thì cũng hoàn toàn tương tự như VN Index. Thì sang tuần tới thì khả năng cao là HNX Index cũng sẽ cần phải tích lũy lại ở quanh vùng 113. Quanh vùng 113 trước khi mà đạt được cái target mà nhóm đã phân tích, đấy là sẽ về ở vùng 116. Tổng quan lại thị trường trong tuần tới thì chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ hạn chế, tất cả anh chị lưu ý, chúng ta sẽ hạn chế mở các điểm mua mới tại thời điểm này, bởi vì tại thời điểm này nếu chúng ta mở mua mới các cái mã cổ phiếu thì cái sự rủi ro nó sẽ rất là lớn. Bởi vì các anh chị cứ tưởng tượng như là VN Index nó giống như là một cỗ xe. Tất cả những người ở trên xe đấy đang gọi là cố gồng gánh và đang dồ ga lên để cho cái chiếc xe đấy vượt qua được cái ngưỡng tâm lý là 1.000 điểm. Vậy thì nếu mà trụ được 1.000, tức là vượt qua được cái mốc 1.000 điểm mà trụ được tại thời điểm kết phiên thì cái xe đấy nó sẽ tiến lên phía trước rất là nhẹ nhàng và thậm chí là đi rất là nhanh. Nhưng ngược lại, nếu chiếc xe đấy không vượt qua được ngưỡng tâm lý và vừa lên đến dốc một cái thì hụt hết cả hơi, và khi mà hụt hết hơi thì các anh chị sẽ tưởng tượng là cả một cỗ xe nó nặng như thế, thì cái tất cả những người mà đứng đằng sau đang cố đẩy cái chiếc xe đấy lên thì chúng ta sẽ chết. Và nếu mà những anh chị nào nhanh chân thì mới thoát ra được khỏi cái vệt lùi của vết xe đấy. Vậy thì thị trường tuần tới nó sẽ rất là khó lường, rất là nhạy cảm. Cho nên đối với tất cả các anh chị thì những anh chị nào đang cầm hàng, chúng ta sẽ chờ để chúng ta chốt. Và bây giờ thì Lê sẽ điểm lại một số các cái mã cổ phiếu mà nhóm đang theo dõi cũng như đang nắm giữ. PLX thì Lê đã phân tích rồi. Hiện tại thì PLX sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá khoảng từ 67.5 đến vùng giá 68. Thì chúng ta cùng quan sát PLX ở trong tuần tới, và chúng ta nhớ cái biên độ tích lũy của PLX để chúng ta có hướng hành động. Nếu PLX mà thủng vùng giá 67 thì nếu PLX thủng vùng giá khoảng vùng giá 67 thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét để chúng ta ra hàng. VCG. Đối với VCG thì tín hiệu ngày hôm nay khá là kém. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải quan sát lại VCG quanh khoảng vùng giá 18.1 đến khoảng vùng giá 18 ở trong tuần tới. Nếu trong vùng giá 18.1 đến vùng giá 18 thì bị phá vỡ thì khả năng cao thì VCG sẽ test lại ở đường A30, tức là sẽ rơi vào khoảng vùng giá 17.5 đến 17.6. ACB
Đối với ACB thì hiện tại là đã về đến vùng giá mà chúng ta đã mở điểm mua gom. Điểm mua gom 1/3 số định mua thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tín hiệu ACB ở trong tuần tới. Và chúng ta sẽ chờ khi ACB vượt vùng 39.5 với volume khoảng tầm 4 triệu thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Và những cái tín hiệu sắp tới của ACB thì chúng ta sẽ xem xét ở trong phiên. FLC. Đối với FLC thì khá là khó chịu nhỉ. Đường giá tích lũy của FLC đang khá là khó chịu. Tuy nhiên là hiện tại thì FLC vẫn đang tích lũy ở trong một cái biên độ hẹp, đấy là khoảng vùng giá từ vùng giá 6.4 đến vùng giá 6.7. Thì đối với các anh chị chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu FLC thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta theo dõi tiếp cái diễn biến của FLC ở trong trong tuần tiếp theo. Và FLC thì vẫn như các bản tin phân tích trước thì khả năng là mình đang nhìn FLC ở một cái sóng dài thì khi mà FLC mà vượt thoát thành công ở vùng giá 6.7 với volume đạt khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu thì target tiếp theo của FLC sẽ là ở vùng giá khoảng 7.4. City. Đối với CTI thì vẫn là một trạng thái đi ngang, tích lũy ở quanh vùng giá 30.5 đến vùng giá 32 thì khả năng trong tuần tới thì CTI vẫn sẽ tiếp tục tích lũy ở trong vùng biên độ hẹp này, chưa có những cái tín hiệu mạnh hoặc là chưa có những cái tín hiệu tiếp theo để chúng ta phân tích và định hình. FCN là một cổ phiếu bất động sản khá là cơ bản. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng trong một quãng thời gian vừa qua thì FCN đang lình xình đi ngang. Ở phiên giao dịch của kết tuần của ngày hôm nay thì FCN khá là xấu. Khi mà FCN đã gần như lấp hết cái thành quả của cái phiên break ngày 24 tháng 8. Vậy thì đối với FCN thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. Đối với RAL thì vẫn quanh vùng giá 90, RAL vẫn đang tiếp tục tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ quan sát. LHG. Đối với LHG thì sau một phiên tăng mạnh của ngày 22 tháng 8 thì hiện tại LHG đang test tích lũy lại vùng break vừa mới vượt qua. Thì đối với LHG thì chúng ta cũng sẽ nắm giữ và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. HCM thì lúc nãy cũng đã phân tích rồi, sẽ tích cần 1 đến 3 phiên để tích lũy lại vùng nền 61 đến 63, và nếu mà vượt thoát thành công ở vùng nền này thì target của HCM sẽ ở khoảng vùng giá 70 đến vùng giá 72. GX. Đối với GEX thì GEX thì tín hiệu hiện tại của GEX cũng khá là chưa được đẹp lắm. Và với những tín hiệu hiện tại của GX thì khả năng là GX sẽ tiếp tục tích lũy lại ở vùng giá 29. Vùng giá 29 thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở cái vùng giá 29. Đây là cũng là cái vùng nền mà GX sẽ cần thể sẽ phải tích lũy lại. QNS thì vẫn đang một trạng thái tích lũy lình xình đi ngang, và chúng ta sẽ lưu ý đến cái điểm của QNS, đấy là vùng giá 39, là vùng nền hỗ trợ cứng trong ngắn hạn của QNS. HVN.
Đối với HVN thì như các bản tin phân tích ở tuần trước thì sau khi mà có những phiên break thì HVN đang đang test HVN đang test lại ở vùng test tích lũy lại ở vùng giá 40 đến vùng giá 38 đến vùng giá 40, thì khả năng cao với những tín hiệu hiện tại thì HVN vẫn sẽ một xu thế đi ngang ở quanh vùng 39.5 ở trong tuần tới, bởi vì những tín hiệu hiện tại thì cũng sẽ chưa cho chúng ta xác nhận một cái tín hiệu tiếp theo của HVN. VND thì cũng đã phân tích lúc nãy cho tất cả anh chị rồi. VND đang gặp cái vùng kháng cự 21 đến 22, và chúng ta sẽ chờ VND vận động để vượt thoát hoặc là sẽ có những cái xu hướng tiếp theo. PNG. Đối với PNG thì nếu xét ở trên nến tuần thì nó cũng là một cây nến doji, nhưng mà với tín hiệu cuối tuần thì khá là xấu. Với tín hiệu cuối tuần thì khá là xấu, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PNG ở trong 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 tuần tới. Trong tuần tới nếu PNG mà không không vượt thoát và tích lũy thành công ở cái nền giá khoảng 103 thì khả năng cao là PNG sẽ phải về lại cái nền thấp hơn, đấy là về lại nền 95 đến vùng giá 96. Vietcombank thì đã phân tích rồi. Vietcombank vẫn chưa thể công phá thành công ở vùng giá 64, và khả năng cao thì Vietcombank lại tích lũy lại ở quanh cái nền giá từ nền giá 62 đến nền giá 64 trong tuần tới. VRC. VRC thì đã khuyến nghị tất cả anh chị của chúng ta ở khoảng vùng giá 22. Và hiện tại thì VRC đã có một cái nhịp tăng khá là tốt lên vùng giá 24, và đích đến của VRC vẫn không thay đổi, đấy là vùng giá 26. Với những tín hiệu hiện tại của VRC thì đang khá là tích cực. SHB. SHB thì đã khuyến nghị ở các anh chị mở các cái điểm mua thăm dò ở vùng giá 8.3, và chúng ta sẽ có thể mở các cái điểm mua tối đa 50% số định mua ở vùng giá 8.3. Thì đối với SHB hiện tại đang có một nền tích lũy khá là chặt, thì với cổ phiếu SHB thì cũng sẽ chưa thể chạy nhanh và chạy mạnh được, khi mà cái xu thế chung của dòng cổ phiếu ngân hàng thì cũng đang có những nhịp điều chỉnh theo thị trường. Thì với quan điểm hiện tại thì team cho rằng SHB sẽ tích lũy ở cái vùng vùng nền quanh vùng nền khoảng vùng giá 8.3 đến 8.5, thì đấy là vùng nền tích lũy của SHB. MST thì đang chờ bán ở vùng giá 5, nhưng mà mãi vẫn chưa thể về đến vùng giá 5, và vẫn đang một cái trạng thái nền tích lũy đi ngang ở quanh khoảng vùng giá 4.7. TNG nắm giữ mua 1/3 ở vùng giá 11.5. Ta cùng xem TNG. Đấy, đối với TNG thì 1/3 số định mua ở quanh đâu đó vùng giá 11.5, và trong phiên ngày hôm nay thì TNG có một phiên tăng mạnh. Tuy nhiên là TNG đã không giữ được cái mức tăng tốt nhất ở khoảng cao nhất ở đâu đó khoảng vùng giá 12.5. Đối với anh chị nào đang có TNG thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nắm giữ TNG, và khả năng cao thì sau tuần tới TNG sẽ tích lũy lại ở quanh cái vùng giá 12. APC thì không nói, APC thì vẫn đang tiếp tục tích lũy. Hoàng Anh Gia Lai, câu chuyện về Hoàng Anh Gia Lai. HAG. Hiện tại thì HAG cũng đang khá là xấu khi HAG đã thủng EMA 30. Thì đối với hiện tại, nếu các anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu HAG thì chúng ta cũng có thể xem xét để bán cổ phiếu HAG.
PVS đã nói rồi, PVD. Chúng ta sẽ nói về PVD một tí. Đối với PVD thì những tín hiệu hiện tại của PVD cho thấy trong tuần thì cũng đã có những phiên tín hiệu dòng tiền vào rất là tốt. Tuy nhiên là ngay sau đấy thì có một cái cây nến ngày hôm sau thì cũng khá là gần bằng với cái dòng tiền, thì khả năng là một số các anh chị đã mua được ở vùng giá này thì đã mang hết hàng ra để chốt lời. Và với tín hiệu hiện tại thì PVD khả năng là sẽ gặp cái ngưỡng cản lớn ở trong tuần tới, đấy là vùng giá 16.2. thì nếu như vượt thoát thành công vùng giá 16.2 thì PVD sẽ có một nhịp tăng tiếp, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ PVD ở tuần tới, bởi vì khả năng cao thì với những tín hiệu hiện tại của dòng tiền thì khả năng cao là PVD và PVS sẽ khó có một nhịp tăng mạnh ở trong tuần tới. Coticom và CTM, CTD. Đối với CTD thì trong bản tin khuyến nghị chúng ta sẽ xem theo dõi ở khoảng CTD vùng giá 160. Chúng ta thấy rằng tại vùng giá 160 là vùng giá kết phiên của tuần trước, thì trong tuần thì CTD đã tăng lên vùng giá 165, tức là tăng được 5,5 nghìn. Thì với những anh chị đối với CTD thì chúng ta cũng sẽ không khuyến nghị các anh chị mở điểm mua, còn những anh chị nào đang nắm giữ CTD thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và quan sát CTD. Khả năng cao thì CTD sẽ cần 1 đến 3 phiên để tích lũy lại quanh vùng nền khoảng 165 đến 168, thì khả năng là Coticom sẽ phải tích lũy lại. TCM, đối với TCM thì vẫn chưa thể vượt thoát thành công vùng giá từ 21.5 đến vùng giá 22, và với những tín hiệu hiện tại của TCM thì chúng ta cũng không khuyến nghị mở điểm mua. Các anh chị nào đang có hàng thì chúng ta sẽ quan sát để chúng ta có thể chốt TCM hoặc là nắm giữ. Thì theo những cái tín hiệu của chỉ dẫn của dòng tiền thì chúng ta sẽ có những hành động cụ thể. Trong tuần vừa qua thì có một mã cổ phiếu về bất động sản khá là đẹp, KDH. Đối với KDH thì nếu mà điểm mua một, điểm mua gom thì chúng ta đã bị lỡ mất nhịp. Và đối với các anh chị mà chúng ta đã không mua được hàng từ vùng giá 30 thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng không nên đu theo, bởi vì là như thế nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì là sẵn sàng là chúng ta bị thua thiệt về T cộng và thua thiệt về giá. Thì chốt lại thị trường trong tuần tới thì Hùng Lê đánh giá là kém tích cực trên tất cả các mã cổ phiếu trụ cũng như các mã cổ phiếu cơ bản. Thì xu thế chung của thị trường là sẽ tích lũy, còn đối với các anh chị chúng ta đang có tiền chúng ta cũng có thể theo dõi, chúng ta không nên mở các điểm mua mạnh ở trong tuần tới. Nếu các anh chị mà có mua thì chúng ta cũng chỉ mua ở mức độ thăm dò hoặc là một mức độ rất là ít, bởi vì là thị trường của chúng ta đang bước vào một cái nhịp công phá mức tâm lý 1.000 điểm, và một cái nhịp cùng với đấy thì sẽ có những cái biến động ở trong phiên rất là lớn, những cái biến động mà chúng ta sẽ không thể lường trước được. Đấy, vì vậy là chúng ta đối với những người đang cầm cổ và những mã cổ phiếu tốt thì chúng ta tiếp tục nắm giữ, còn những mã cổ phiếu khi có những tín hiệu xấu thì bắt buộc chúng ta sẽ phải bán ra. Và VN Index của chúng ta thì sẽ cần thời gian để tích lũy lại ở khoảng vùng 980 đến vùng 980 đến vùng 985. Đấy là vùng nền tích lũy để có bước đệm để có thể công phá thành công vùng tâm lý 1.000 điểm. Trên đây là bản điểm tin phân tích thị trường tuần nghỉ lễ sau ngày mùng 2 tháng 9, tức là tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 9 năm 2018. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư
có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và có những cái đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.